bạn này là như cái clip trước mình có đăng lên cho bạn đó là khu đất thánh đó thì cái khu đất thánh đó là cũng có thuộc dạng của nhà thờ này các bạn nhà thờ này là thời đông đó trên cái đỉnh đó là có con một con con, con gà rất kêu tốt các bạn cái nhà thờ này xây dựng cách đây cũng uh, cách hơn 800 năm các bạn thì theo mình biết thì nó có từ hồi thời uh, À, theo lịch sử thì nó năm một ngàn một trăm hai mươi bảy hay là hai hai trăm bảy mươi hai gì đó mình cũng nhớ rõ đâu, Để có đọc qua thôi nhưng mà hôm nay mình đi rồi mình quay cái này mình chia sẻ với các bạn thôi nói chung là mình cũng không rành gì mấy mình cũng tra trên google mình nhớ thôi chứ còn mình cũng không rành mấy các bạn thì nó nó đây là cái khu nhà thờ rất là cổ rồi cái kiến trúc này nó cũng được công nhận là là kỳ quan thứ ba các bạn hôm nay thì ở ngoài phía trước nhà thờ nó nó đang có gì nó bị xuống cấp rồi đang sửa chữa đó các bạn nên mình cũng không có quay được cái khu vực ở ngoài nhiều đó bây giờ mình giới sơ sơ vậy thôi đó là cái mặt trước của nhà thờ nó đang xây dựng các bạn thấy không đó đây là cái nhà thờ là 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 Đông đó là thuộc cái cái, cái của cái tỉnh rút khu vực vết của của uh, Thụy Điển các bạn cái nhà thờ này thì uh, xây dựng là uh, của từ của cái um, nhà vua uh, vua mà đợi thứ 14 bốn của uh, Thụy Điển các bạn tên là Eris Ben. Đó. Thì uh, cái thời đó là là ông ta là là coi như lớn người coi như giàu coi như đứng cuối thế giới cũng có có, có tiếng các bạn. Nên cái cái nhà thờ này. Đó các bạn thấy trên đỉnh nó có một cái con gà, con gà trống đó, khi bạn tốt trên là đỉnh, có con gà đó các bạn. Thì uh, ở trong cái nhà thờ này á nó cũng được uh, sau năm như theo lịch sử thì nó năm một nghìn bảy trăm mấy nó có bị cháy đó người ta sửa, uh, sửa chữa lại bạn như năm 1958 đến năm một nghìn thì nó có trùng tu tù một số uh, gì ở bên trong các bạn như mình đó đọc thì để về lịch sử thôi chứ mình cũng có rành về mấy mà đó ngoài giờ nó đang sửa chữa bạn theo rất ồn mà nên mình ép cái tiếng xuống rồi nên giờ mình là phải lòng cái, cái cái tiếng vô tại vì lúc mình lòng mình nói chứ đâu mình nói đó thì nó nghe ồn quá không có nghe được các bạn nên giờ mình ép xuống rồi bây giờ mình nhìn mình uh, lồng tiếng vô sao các bạn đó nên có những cái nó không có được uh, hay lắm như bạn thông cảm ha tại vì uh, mình thấy đây là cái kiến trúc cổ nên mình muốn chia sẻ với các bạn thôi đây là cái dấu cái ngày yeah, cái gì cái gì đây mình cũng rành đâu Tên nó viết tên gì tên gì hết không à nè ông này cũng giỏi lắm cái gì ông thành lập ra cái 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 trường học cái gym nói sệt đó bạn gym nói sệt là cái đường cái dạng như đường cái đường cấp 3 của của thì điển ở là của thuộc ở sau lưng cái nhà thờ đấy đường này là dạng trường học sinh giỏi nhiệt quá nằm ở gần sau cái nhà thờ đó bạn đó cái tượng này của chúng ta xây đó đầu từ năm một ngàn năm một ngàn cho đến năm một ngàn các bạn thì nói chung lại là mình chia sẻ cho các bạn cái 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 kiến trúc cổ này thôi chứ còn nói chung gì lịch sử thì mình không có rành như các bạn ha à, các bạn thông cảm nha tại vì đáng lý ra mình phải chia tra cứu trước cái lịch sử trước rồi mình mới chia sẻ các bạn nhưng mà tại vì mình đi mình thấy cái này, cái cảnh này cái uh, uh, cái đất thánh này. xong rồi bây giờ mình quay luôn cái nhà thờ này cho các bạn luôn đó thì uh, ở bên trong đó, nó cũng có nhiều cái trúc đẹp đó các bạn có cái lăng mộ của vua Edith nằm ở trong cái đó ông ta coi như là khi ông ta chết rồi là chôn ở trong nhà thờ luôn các bạn thì trong đó nó có 163 cái cái bia mộ ở binh linh dị trong đó của 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 thờ trong đó các bạn đó là cái mặt ngoài nó vậy thì mình đứng ngay gần quá nên mình không có quay không thấy được cái cái đòn cái cái cái, cái đỉnh ở trên các bạn mình đây là cái mặt trước của nó nhà thờ các bạn đó thì giờ theo các bạn theo mình vào bên trong ha đây là bên trong các bạn bên trong mình vô đây mình cũng không dám nói gì đâu các bạn ơi nên mình à, về lòng tiếng ngoài đó chứ còn ở trong này mình cũng không dám nói gì tại vì mình vô đây mình định đi quay hết nhưng mà bây giờ bữa nay vô thì có rất là nhiều người ở trong đang cầu nguyện các bạn nên mình không có dám đi quay các bạn thấy người ta nhìn mình mình không dám quay các bạn ơi đó mình chia sẻ với bạn thôi. ở đây có những cái 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 hình tượng nó để trong này coi như lực thờ trong đây các bạn thì nó có như là theo lịch sử thì mình biết anh mình đọc ở trên trên ra trên Google thì nó có tới 163 cái hình gì là cái, cái 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 cái, bia mộ nằm ở trong cái nhà thờ này các bạn được cái, chôn cất trong cái nhà thờ này đó thì tuốt ở trên kia tuốt xa trên đó đó mình đứng tuốt ngoài nè tại vì có người trong đó mình không có dám vô các bạn người ta đang cầu nguyện đồ trong đó mình không dám vô đây mình đến sao mình zoom gần lại cho các bạn coi đây đây là những cái tượng được thờ trong đây các bạn rất là nhiều trong đây các bạn đó cái bên phải đó bên bên phải dưới đó bên phải, bên, phải, bên phải đó là 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 là, là cái 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 mộ của vua Eric đời thứ 14 của thị điển các bạn nằm trong đó nhưng mà tại vì mình tính đi vô mình quay cho các bạn nhưng mà tại vì có người nay ta cầu nguyện của mình không có dám không dám nhưng tại vì đây là cái khu mà linh thiêng của người ta mà mình cũng đâu có dám ở đây nó mở cửa cho người ta tham quan đó nhưng mà bữa nay mình thấy có nhiều người cầu nguyện của mình cũng không dám quay mà mình muốn chia sẻ trong này mình nếu mà có ít người thì mình đi chia sẻ hết tất cả những cái khu ở trong luôn cho chỗ lăng mộ rồi hết luôn nhưng mà nay rất là đông người nên mình mình cũng không dám vô mà mình thấy các bạn ta còn ngồi trong ta cầu nguyện mình không dám đó thì ở đây mình cũng chia sẻ với bạn một tí vậy thôi chứ giờ mình tính quay nhiều nhưng mà à, nó như vậy thì thôi mình cũng không có biết làm sao các bạn ơi bây giờ nên mình quay ra đây xong rồi bắt đầu mình phơi ra ngoài các bạn à? thấy có nhiều người ta nhìn nhìn mình tự nhà nhà thờ mà mình mình quay ở trong này thấy có đi ta, ta, đi vô tham quan thì được còn vô nhung mình quay trong này thì nó thấy ngại ngại đây là cái cận cái 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 ngoài bắt đầu mình vô đó bạn mình vô cái cửa ngoài xong rồi đây là cái cổng trong nè có nói là như vậy, vậy bạn mình cũng không quay hết được tại mình đứng ở trong gần quá mà đó đây thì nó có hai cái bức tượng hai cái bức gì đây có có hình à, hai người trong này là mình cũng không rành mấy đâu mình chia sẻ cho các bạn coi thôi chứ còn mình cũng không rành nó viết bằng tiếng thì điển không mà mình cũng không rành mấy đâu bạn thì đó qua đây mình cũng xin kết thúc cái clip này các bạn ha nếu các bạn cảm thấy hay thì hãy cho mình một like để chia sẻ cho mọi người cùng xem và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé các bạn đăng ký kênh tbt định để ủng hộ mình các bạn ha à, đừng quên bấm chuông để không bỏ lỡ những cái video của mình mới đăng lên nha các bạn ha rồi giờ mình cũng xin kết thúc clip này ở đây xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nha cảm ơn các bạn đã xem dõi theo dõi video của mình nha rồi, xin chào các bạn nha hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nha các bạn bye, bye các bạn